từ từ. À, cô chú ơi, dây nè. Đi tà 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 tà. Trời ơi, bữa nay mặc áo xẻ tà lần cô chú không? Xẻ đằng sau lưng luôn chị. Xẻ bình thường đâu được. Đi đâu á? Hấp hấp mà, nay con người ta chơi hấp hấp mà. Áo phải dài qua tới đầu gối. Nhưng bây giờ hấp hấp. Bay đâu, bye 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 đi con. Bye 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 đi. Bye bye. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con đang cầm trên tay cái gì vậy? Con cho cô chú coi coi. Con đang cầm trên tay cái gì vậy? Ủa ồ. Bỏ vô. Ê đi đi đi. Cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi về miết nữa con chú. Đi ra chơi lắc kỳ đi con. Lắc kỳ đâu? Cuộc đời chay á, tuổi thơ của chay gắn liền với lắc kỳ. Rồi đi lại coi mấy anh chị kia chơi đi kìa con. Ồ, mấy anh chị kia đang chơi gì kìa. Từ từ thôi, đi cứ đi từ từ. Nhẹ nhàng, thông thả, thoải mái. Chứ không có cà khịa á. Ôi trời 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 trời. Coi chừng nha, coi chừng anh quýnh cho banh cái đi vô cái mặt cái bùm là cái soi xuống thúi cái mặt luôn á. Thúi ình luôn á. Oh wow. Ngồi xuống đi, ngồi xuống coi đi con, ngồi xuống. Ngồi xuống là giống như làm cổ động viên đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống làm cổ động viên đi. Vỗ tay, vỗ tay. Say hi. Chị đó nói hai chị đó. Đó. Coi 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 coi. Ôi trời trời trời. Đứng nè, coi đứng nè. Đó, chị Tám đứng coi ta. Đó. Đứng không à, đứng à. Nghiên cứu coi mấy người này đang làm gì. Là ta nói nó quýnh cho banh vô cái mặt cái là xong hàng luôn. Có cái mặt để đi ăn ngang năm hỏi đó mà còn chơi vậy ra chết luôn. Để coi có mấy đứa này nó có cản chơi không nè. À, no. À, nó kêu đừng có xuống đó. Rồi, đánh cái banh xa quá rồi. Giờ phải lặn xuống. Coi bà đứng nè, bà đứng bao nhiêu chuyện kìa. Bảo mới xuống đâu. Mẹ đây, mẹ đây, mẹ đang đứng nhìn con đây. Chị đi, stop. Rồi, trời ơi, coi, 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 coi. Được không? Ngơ ngáo ngáo. Sớm không có một đứa con nít luôn, qua ba đứa đó. Rồi lại có khăn thì lại ngồi luôn đi, lại ngồi lên khăn đi. À ý nó kêu lấy khăn. Trời trời. Okay. Ý nó kêu trọng tài quên. Nãy giờ quên. Đứng vậy thì chỉ có trọng tài thôi chứ không còn ai khác nữa. Rồi. Lên luôn bồ ơi, chơi luôn bồ ơi. Rồi đứng bên phía bạn này, rồi đứng mình là phía nữ mà mình phải đứng bên phía bạn nữ. Cho nên mặc cái áo dài thành con người nhìn lùng trật. Ta thấp rồi mà còn mặc áo cho dài húp húp vô nữa. Rồi lại mẹ hả? Nó bắt trước ta chạy đây cho nó ra chạy cho nó mệt mỏi con người nó đi chứ đâu trong nhà. Cứ ngồi trong nhà nó không có gọi là cái gì tiêu hao năng lượng được, phải ra cho nó chạy ra nó phải chạy mệt rồi này kia nó mới ấy chứ chay là dư năng lượng lắm cô chú. Nó nữa đứng chống lạnh nữa y như đó bà cụ già nữa, bà cụ non chứ. Nhỏ đó nó kêu là chay mày đứng đằng sau lưng tao nè, lại lụm trái banh của người ta nè. Hai đứa này là hai anh em đó mọi người. Hai anh em đó, con trai với con gái anh em đó. Ờ giỏi quá. À, rồi vậy là mai mốt rồi tập được rồi đi lượm banh tennis.
ai đi đánh tennis hay đi đánh golf gì đó, đi đánh golf đó, là cho chay, đi lượm banh. Công việc này coi có lý này nha chay nha. Chạy tiếp, đúng rồi, ừ cho chạy đi. Trong nặng ở gì đó, thổi tay xuống đít, bỏ xe sau lưng, tôi thấy tôi mệt, bởi dễ sợ. Ngồi luôn rồi. Thênh thang, ngồi đám cổ, đừng nó gỡ dài cho luôn nha. Trời ơi, trời ơi. Chịu không nổi vậy bạn. Đó, nó kêu mày lượm banh mày đưa ta đi đó. Làm bộ cho chơi chơi nữa đó. Cũng cho chơi liếm láp được vài chút xíu. Chứ không phải dành chơi không. Chơi vui vậy đó mà. Rồi chạy lượm. Chơi ôm đầu rồi cho nói tụi này nó loạn quá, nó chạy mình không biết chạy được nào luôn. Hai phai đó, hai phai đó, thấy chưa, giỏi quá, vui à, chơi này vui nè, chiều chiều đó, chiều chiều ra ngoài chơi vậy vui. Trong lạnh đó, đó. xém rồi đó. Trời ơi, nói gì không hiểu nói gì luôn. Vui quá đó, thì thấy vui quá đó. Wow. Quá vui, quá vui. Hay lắm. Hay lắm bồ ơi đó. Rồi, lụm lên. Không biết nó làm gì luôn. Đó, giỏi quá. Hai phai. Thích là nhảy xuống luôn. Chạy kìa, chạy kìa. Nhức đầu vậy nó, không phải giỡn đâu. Học zoom ra, zoom vô cái màn hình, chóng mặt luôn cho bạn. Không biết nói gì luôn, ừ, nói y như là ừ, bàn luận đồ dữ lắm. Tình hình là chơi trò chơi này là căng thẳng lắm nè. Wow, thấy chưa, thấy nó wow chưa? Vui không, vui không chay? Ngồi luôn. Rồi giờ qua phe con gái, thấy chưa, nãy tao bên kia giờ bỏ qua phe đó rồi. Rồi giờ con nhỏ kia đó mày qua thằng đội thằng này đây rồi, thằng này chở bóng mày qua đội đi. Đứng giữ chữ giữ cha cái màn, cái trận bóng này là quá là kịch tính đây. Trọng tài rất là hăng say và háo hức. Trọng tài này không biết là trọng tài này có chấm đúng không đây. Trọng tài này cũng ba lia lắm, ta bên này thì qua bên này, ta bên kia qua bên kia. Đó, trọng tài mệt, trọng tài ngồi. Trọng tài chưa trả tiền, trọng tài này lỗ quá. Thích ngồi là ngồi, mà thích chạy là chạy à. Không biết cười dụ gì luôn. Hai. Nó cũng cho con chay chơi ha. Tụi nó cũng để cho con chay chơi rồi kêu cho chay tham gia cho chay vui. Vui chứ. Nó kêu dí tao đi kìa, nhỏ kêu dí tao đi. Buổi chiều mà chơi với phong cảnh này là còn gì nói nữa cô chú, phong cảnh nó quá đẹp luôn cô chú ơi. Quay về bà ngoại coi chay cho bà ngoại đỡ nhớ chay phải không? Bà ngoại ngày nào cũng coi chay đó. Con ngày nào cũng coi. À. Ngọc hồi nãy giờ Ngọc ngồi chầm hởm, Ngọc quay ngoài giờ ngồi chầm hởm hả, tê chân quá thôi, ngồi bẹt dưới đất. Trời trời, coi bả kìa, coi được không? Nào như nàng tiên xa cá lượng đi. Đó chuẩn bị chụp banh đó, banh thủ đó. Rồi có mặt kìa.
Hái chi đi. Hái chi đi. Tự bò luôn, đâu ai làm gì đâu, tự bò luôn. Chay chay, ai về kìa chay. Chay. Look at Susan. She's home from work. Susan đi làm về kìa chay. Come over and say hi. Go ahead. Yeah, yeah, yeah. Say hi. Say hi. Hi, Chi Chi. Ngoài này mới đi làm vậy. Dạ, trời tự nhiên quay con không? Chị đi, say hi. Chị. Chị. Say hi to Susan. Say hi to Susan. Say hi. Hi, Chi. Say hi. Say hi đi, chị. She's a busy, busy girl. Hi, guys. Đó, giờ bắt chước cầm cái đó đánh nha, giống như mấy đứa kia đó. À, cái giờ cái cầm cái gậy bự hơn nó luôn thấy không? Quýnh là nó bay theo dưới cho banh luôn đó. Quýnh cái là chay bay với banh bay luôn. Bắt chước, bắt chước. Trời. Bắt chước cái banh anh không biết đừng đánh. Đó, giúp nè, chị thấy chị giúp nè. Một, hai, ba. Chị cũng ngồi chơi nữa nè cô chú. Kỳ thấy ai tụ tập cũng bày đặt lại tụ tập nữa, hết chỗ chơi rồi phải không? Đó, nãy giờ cũng vẫn còn đứng chơi banh đó cô chú, giống như Ngọc là giống như đang ngồi đợi con đi chơi về vậy, cô có thấy. Bởi số khổ dễ sợ luôn. Bình yên không muốn. Tự nhiên cái này phải ra đây ngồi đợi nó đi chơi về mới được về. Ngồi tao nó ngồi dưới đất mũi cắn. Trời thì càng ngày càng sập tối. Ngồi trong cô đơn và lạnh giá. Đợi con chơi về. Thấy ghê không? Phải có người mẹ nào vậy không? Con chơi là phải ngồi giữ canh. Đợi cho hết qua hết mùa trăng. Từng giây từng phút trôi qua vẫn ngồi đợi. Kiến cắn, mũi cắn. Ngồi đợi nó đi chơi về cho nó vui, có được không?